Vào chiều nay ngày 6 tháng 4, một nguồn tin trong ngành công nghiệp truyền hình tiết lộ Sihun Iso sẽ xuất hiện trong dự án Now We Are Breaking Up đài SBS. Trước đó, Song Hye Kyo, Jang Ki-yong, Choi Hee-seo và Kim Joo-hyun đã xác nhận tham gia. Cha Mỹ Nam của nhóm EXO còn được vào vai nhà thiết kế tân binh trong đội thiết kế của một công ty thời trang. Qua dự án đầu tay, Sihun sẽ có cơ hội diễn chung khung hình, tạo phản ứng hóa học với tiền bối Song Hye Kyo. Ngôi sao hậu duệ mặt trời sẽ vào vai Ha Yeon Eun, quản lý của đội thiết kế tại một nhãn thương hiệu thời trang có danh tiếng. Cô là một người theo đuổi chủ nghĩa hiện thực, thời thượng và thông minh. Trong khi Jang Ki-yong vào vai nam chính, Yoon Jae-guk, một nhiếp ảnh gia tự do giàu có và nổi tiếng, anh có trí tuệ lẫn ngoại hình. Nếu chấp nhận lời mời, đây sẽ là bộ phim đánh dấu cho bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Sihun sau khi debut với tư cách là ca sĩ vào năm 2012. Trước đây, nam ngôi sao từng đóng phim Iso nhà bên vào năm 2015 và dự án Jocko Rewind năm 2018. Mặt khác, nội dung Now We're Breaking Up kể về những câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc và những cuộc chia tay đẫm nước mắt. Phim được viết bởi biên kịch Jae-in, người trước đây đã chấp bút cho bộ phim Misty, và được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Lee Gilbert, người đứng sau thành công của Vì Sao Đưa Anh Tới, Vagabond và Dr. Romantic 2. Theo dự kiến, Now We Are Breaking Up sẽ khai máy vào tháng 4 và phát sóng vào nửa cuối năm nay. Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim truyền hình cuối cùng của nữ diễn viên 39 tuổi của Hàn Quốc tham gia là phim Encounter năm 2018. Thế nên, điều mà mọi người quan tâm nhất là ai sẽ là diễn viên đóng cùng Hye-kyo trong lần trở lại lớn này của cô. Và cư dân mạng đã đưa ra những ứng cử viên dựa trên những người đã từng hợp tác với biên kịch Yoo Suk trước đây. Và hai cái tên được nhắc đến là Kong Joo và Lee Dong-suk. Danh sách mong muốn của khán giả còn có cả các diễn viên như Seo Ji-sup và Kwon Bin, mặc dù hai diễn viên này chưa bao giờ làm việc với biên kịch Yoo Suk trong quá khứ. Trước đó, sau hơn 5 năm chờ đợi, đoạn trailer đầu tiên của I Love Catman đã được tung ra và làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng xã hội. Qua đó, nhà sản xuất bộ phim chính thức ấn định ngày ra mắt là vào ngày 14 tháng 3, dịp lễ Valentine trắng. Ấy thế mà, chỉ 5 ngày trước khi phát hành, người hâm mộ đã nhận được tin bộ phim có sự tham gia của Oh Seo-yeon và Ngô Thiến sẽ tiếp tục hoàn chiếu vô thời hạn. Cụ thể, theo nhà phân phối và chia sẻ, I Love Catman chính thức bị rút khỏi lịch phát hành và sẽ tạm hoãn vô thời hạn. Như đã nói trên, đây không phải là lần đầu tiên bộ phim này bị ngủ đông. Cách đây hơn 5 năm, khi chính thức đóng máy, dự án đã gặp phải một số khó khăn nhất định và không thể được ra mắt đúng thời điểm. Đến tháng 2 năm 2021, người hâm mộ một lần nữa vui mừng vì sự trở lại của I Love Catman, nhưng niềm vui kéo dài chẳng được bao lâu, tình buồn lại đến. Trên mạng xã hội, nhiều người còn chia sẻ việc đã dự trù được trước việc I Love Catman có thể sẽ bị hoãn chiếu. Thế nên, ngay từ khi mở bán vé, thì các fan đã nhanh chóng đi mua và in ra để có ít nhất hoãn thì cũng có cái làm kỷ niệm. Sau cùng, nỗi sợ này đã trở thành sự thật. Không chỉ fan mà ngay cả ekip phim cũng bàng hoàng. Trước đó, đoàn phim I Love Catman đã tích cực tung ra ảnh mới, trailer mới để quảng bá, cũng như cho ra mắt nhiều sản phẩm ăn theo để fan mua sắm.